Cross Z tổng hợp tất cả những form của anh ấy, từ form cơ bản tới form cuối cùng, Cross Evolved. Banjo Ryoga, một tên tù nhân tình cờ được Sento tìm thấy trong cuộc tấn công Smart để thanh lọc quanh ta, giải cứu hắn thoát khỏi đám truy bắt từ lực lượng phòng vệ Toto và đưa tên Banjo này về cùng với mình để thực hiện những nghiên cứu giải phóng Smart. Những quá khứ của Banjo cũng như hiên hiểm xấu xa từ tên thiên tài ác ma phần đen tối thành phố Toto đang dần được hé lộ. Sento trong trận chiến của mình để thành lọc những Smart, anh đã phải đối mặt với hai kẻ thù vô cùng nguy hiểm là Bloodstar cũng như tên Nairo, cũng là những kẻ có sức mạnh ngang ngửa với anh, gây không ít khó dễ cho Bill trong những trận chiến. Cần một đồng minh chất lượng, một người có khả năng tương thích với Bottle, Banjo Ryoga không nào phù hợp hơn, một kẻ có khả năng nhìn ra những best mark mặc dù Sento cũng không thể nào hiểu được nguyên tắc của nó. Ấp ủ một dự án từ rất lâu để giúp tên Banjo này khả năng tương trợ mình trong tương lai, anh đã chế tạo riêng cho hắn một vật phẩm. Cuộc chiến đang tới hồi căng thẳng, nguồn sức mạnh mới từ Pesmark Kiragon đã mang lại cho Bill một sức mạnh to lớn, nhưng nó cũng đi kèm với một phản vệ. Kiragon quá mạnh, ổ khóa cũng như chìa khóa không thể nào phong ấn được sức mạnh của con rồng này, anh cần tìm ra một giải pháp, một thứ gì đó để trung hòa được sức mạnh khủng khiếp này. Đặt hết niềm tin vào tên não cơ bắp Banjo vì mối liên kết của cậu ta cùng với Crossed Dragon và tất nhiên không thể thiếu là Bill Driver. Trong trận chiến cùng với Nairo, tình thế ngàn cân treo sợi tóc, lần đầu tiên Banjo Ryoga đã thức tỉnh bản thân mình, nhớ lại tất cả ký ức ngày xưa. Crossed Dragon đã chọn anh ta, kết hợp nó cùng với chiếc bottle mang sức mạnh của loài rồng, chuyển hóa anh thành Color Crossed. Color Crossed bản chất là Color Bill Dragon ở hai nửa. Nó toàn bộ đều đồng màu với Bill Dragon, nhưng được trang trí thêm những hoa văn từ phần lửa vàng của rồng trên phần ngực tai và một phần trên cẳng chân của anh ấy, có hình tượng giống với gai cũng như móng của loài rồng trên phần tai và vai của anh. Phần tay trái sẽ có biểu tượng to hơn và ngọn lửa rực cháy, cơ thể phủ vào lớp chiến giáp giống như hình tượng đôi cánh của con rồng đang khép lại để bảo vệ anh. Gương mặt có điểm tô bằng hình đầu rồng màu vàng kim chen giữa hai biểu tượng dragon cơ bản. Với sức mạnh nguyên thủy của loài rồng, anh dễ dàng áp đảo tên Nairo mà chẳng mất nhiều thời gian. Vừa ra trận, anh đã ra đòn kết liễu để thể hiện uy quyền của mình, sức mạnh từ loài rồng và hơi thở của lửa. Ngoài ra, anh có một vũ khí riêng cho bản thân là thanh Beast Closer. Đây là một thanh kiếm có hình dạng hết sức cơ bản chỉ được thanh kiếm phương Tây, nhưng khi kích hoạt nó bằng phần chui kiếm, nó sẽ chuyển hóa thành một thanh đo nhiệt để tạo những làn sóng xung kích cực mạnh được bắn ra từ thanh gươm này. Ngoài ra, nó còn khả năng gắn những chiếc bottle khác vào để kích hoạt những chiêu thức tất sát mạnh hơn, thậm chí là triệu hồi lên ngọn lửa thiên của rồng. Đòn tất sát của anh, Dragonic Finish, khi kích hoạt cùng với Bill Driver, anh sẽ tạo ra một con rồng với tông màu tương tự là xanh và vàng. Nó sẽ đứng phía sau của Crosshead để bắn ngọn lửa thiên vào người anh, ra một cú ray kích cực mạnh để tiêu diệt kẻ thù trước mặt. Trận chiến với vùng đất Hokuto bỗng nhiên nổ ra. Nguồn sức mạnh từ Bill Sparkling và Crosshead đã dần cạn kiệt khi đối mặt với những tên Smart thế hệ mới. Họ vẫn chưa hề biết tới một mối nguy hiểm kế tiếp, nhưng với ba tên Smart này cũng là một điều khó khăn với cả hai khi phải đối mặt với chúng. Nghiên cứu là những tài liệu từ tên thiên tài ác ma, Sento đã hoàn thiện một chế tác khác của hắn, Scratch River. Một chiếc River có hình dạng clear và một chiếc clay. Nó là hình dạng nguyên thủy của một chiếc máy ép. Nếu Bill chỉ đơn thuần là sử dụng tinh chất từ những lõi thô thì nay sẽ sử dụng tinh chất từ lõi jelly tạo ra sức mạnh nguyên chất nhất từ bottle. Và người anh tin tưởng trao cho chiếc Slash Driver không ai khác chỉ có thể là Crosshead. Theo như lời của Sento, chỉ đơn thuần chiếc Dragon là tổng hợp được Dragon Jelly chứ chẳng có gì đặc biệt cả. Đây cũng là một phần niềm tin mà anh ấy đặt lên Banjo. Đối mặt với ba tên Smart tự bản từ vùng Hokuto, lần đầu tiên chuyển hóa, mặc dù đã bị Sento ngăn cản nhưng không có gì có thể cản nổi bước tiến của não cơ bắp. Tạo hình của anh đơn thuần là màu bạc, phủ lên đó là nguồn jelly màu xanh đại diện cho Dragon. Cơ thể của anh được điểm tô bằng hình đầu rồng jelly và gương mặt cũng tương tự như vậy. Form này mình đánh giá chỉ ở mức bình thường, hai phần vai là hai hộp, có hình dạng dáng sticker đầu rồng lên đó. Tất cả biểu tượng của anh chỉ đơn thuần là đầu rồng mà thôi. Những đòn đánh của anh sau khi chuyển hóa hình dạng này tạo ra sự mạnh mẽ cũng như nâng cấp vì là một rider cực mạnh ở thời điểm đó. Cũng vẫn sử dụng bản thể sức mạnh từ rồng,
nhưng anh được trang bị một vũ khí khác bên phần tay trái là Dreambreaker. Vũ khí là một chiếc đinh gắn tay, cũng như có thể chuyển hóa hình dạng súng, nhưng thường thì anh sẽ sử dụng hình dạng đinh này để tấn công kẻ thù là chủ yếu. Dreambreaker này cũng là thứ làm nên thương hiệu của Kree cũng như Cross-Z Jelly, đúng với tên gọi của mình, kết hợp giữa hai bottle lại với nhau để tạo ra đòn tất sát cực kỳ mạnh. Khi kết hợp Dragon, nó chỉ tăng cường quy lực của vũ khí và kết hợp cả hai nguồn sát thương Dragon Bottle cũng như Dragon Jelly Bottle kết hợp lại sẽ tạo ra một cú đấm tầm xa cực mạnh. Và khi kết hợp sức mạnh của Cross-Z Dragon vào và kích hoạt đòn tất sát, nó sẽ bắn ra một con rồng với quy lực kinh người. Đòn tất sát của anh là Rider Kick sử dụng Scratch Driver cũng không có gì đặc biệt khi anh chỉ lao lên được bao phủ với chiếc đầu rồng và ra đòn kích cực mạnh giáng vào người kẻ thù. Lại một lần nữa, cuộc chiến ngày càng đẩy lên mức cao trào. Kẻ thù lần này họ phải đối mặt là sự lật mặt của tên Bloodstar. Hắn ta đã hoàn toàn chiếm được sức mạnh của Pandora Pop và muốn giải phóng sức mạnh của nó. Chế tạo thành công một cặp vũ khí nâng cấp để kết hợp một lần nữa với Bill Driver là một chiếc nắm đấm lửa và Bottle đại diện cho nó. Đây là một cục nham thạch vẫn chưa thể nào bùng cháy và đang bị khô hạn. Nó cần một nguồn sức mạnh để giải phóng tiềm năng. Ban đầu anh bắt buộc phải chiến đấu bằng chiếc nắm đấm để trang bị cho hình dạng Cross-Z. Cross-Z Jelly đã bị tên Evolve vô hiệu hóa. Hắn ta cũng muốn Banjo tiếp tục tiến hóa với mục đích của hắn. Mục đích của hắn là hoàn toàn khôi phục được hình dạng của mình. Và Banjo chính là một phần cơ thể nên anh cũng cần phải phát triển để ngày một mạnh hơn, xứng tầm với hắn. Cảm thấy được quyết tâm của Banjo, hắn đã dồn anh vào bước đường cùng, cho anh sức mạnh của Pandora Box. Nhận được nó, chiếc Bottle Magma đã thức tỉnh cùng chiếc Knuckle, giúp anh biến thành Color Cross-Z Magma, một lò luyện nham thạch đổ vào người của Cross-Z, chúng hóa đá và chuyển hóa thành đầu những con rồng khổng lồ, phá vỡ lớp đá này, tạo hình của anh Cross-Z Magma. Đây có thể coi là một trong những form đẹp nhất liên quan tới rồng cũng như ngọn lửa. Nó không đơn thuần là ngọn lửa đỏ mà ngọn lửa cam của những tảng nham thạch đang bùng cháy, giống như sức mạnh của Cross-Z. Nó không phải là ngọn lửa được bừng sáng từ đầu mà là một viên nham thạch chỉ chờ một ngày nào đó bùng phát, nhưng ngọn lửa của nó sẽ cháy âm ỉ và ngày càng mạnh mẽ hơn. Chỉ có hai màu đơn giản là cam cũng như đen, nhưng nó đủ sức để làm được form anh cực kỳ đặc biệt, là một form đối xứng với tạo hình là dòng chảy nham thạch và những tảng đá cũng chính từ dòng chảy này khô lại. Phần tai của anh là hai phần đầu rồng bao trọn cả phần cổ tai. Phần vai cũng tương tự như vậy, với một đường kẻ nham thạch ở giữa miệng hai con rồng. Sau lưng của anh có một phần nham thạch phun trào nhìn rất đống đôi cánh nhỏ đại diện cho Dragon. Phần thân là một phần đầu rồng đen cùng với những dòng chảy nham thạch. Nếu nhìn trực diện, nó sẽ nối thẳng với hai phần sau để tạo ra một tổng thể vô cùng đẹp. Gương mặt của anh chỉ bừng cháy hơn và đổi tông màu mà thôi. Sức mạnh của anh đến từ sự bộc phát dung nham. Những đòn đánh quy lực bắn ra nguồn lửa từ dung nham văng tung tóe khắp chiến trường. Càng đánh anh sẽ càng hăng máu. Trong trận chiến với Cross-Z, khi Bill đã bị khống chế, anh hoàn toàn thức tỉnh được sức mạnh này và áp đảo hoàn toàn tên Evolve. Mặc dù hắn ta cũng đã có hình dạng Rabbit từ Sento, nhưng anh cũng không hề kém cạnh khi bộc phát được nguồn sức mạnh tuôn trào trong cơ thể của mình. Tất cả những đòn tấn công còn lại của anh sẽ đều thiên về lửa và anh sẽ lao tới tốc độ phun trào của nham thạch để tấn công kẻ thù. Đòn tất sát sử dụng Bill Driver là Volcanic Attack. Giống như tên gọi, nguồn núi lửa phun trào, anh lao thẳng lên bầu trời cùng với bầy rồng cuồng loạn của mình, tụ tập chúng vào chân để tạo ra nguồn sức mạnh khổng lồ, giáng cú đá nham thạch vào người kẻ thù. Sau đó bầy rồng cuồng loạn sẽ thoát ra khỏi người kẻ thù để tạo sức thương cực lớn giáng vào người chúng. Cả nhóm của Bill đã thất bại trong nhiệm vụ ngăn chặn Evolve có được hình dạng thức tỉnh của hắn, mạnh từ Evolve Driver và chuyển hóa thành Color Evolve Cobra lẫn Rider System. Hắn mang trong mình sức mạnh của Thiên Văn, nơi mà những vì sao tụ họp lên bầu trời. Với sức mạnh khủng khiếp của mình, hắn đã đả bại nhanh chóng Kaoru và thực hiện mục đích để tạo nên hình thể tối thượng của hắn. Vì đơn giản, hiện tại hắn chỉ mang sức mạnh của Phase 1 mà thôi, và quá trình đó sẽ bắt đầu từ Banjo, lấy Sento là con mồi, tiêm độc vào người anh để bắt Banjo Ryuga phải tham chiến. Tất cả sức mạnh của anh đã dồn vào Frost Magma và khai thác toàn bộ sức mạnh của nó, ra một đòn quyết định để đánh ngang với hình thể mạnh nhất lúc đó của Evolve. Cả hai va chạm với nhau bằng sức mạnh tối thượng của mình. Tưởng chừng như tập cuối đã đến với Color Bill, khi người đứng đó không phải là Evolve mà chính là Banjo Ryuga, nhưng hắn ta quá khác biệt. Kree lẫn Bill đều nhận ra được sự khác biệt này. Nhiệm vụ lần này của cả hai đã thay đổi. Sento đã trở thành người đi giải cứu cho Banjo. Sử dụng toàn bộ sức mạnh bí ẩn từ khối Pandora Box, anh đã tấn công liều mạng nhằm tiêu diệt Evolve bằng một chiêu thức tự hủy. Nhưng hắn ta lại một lần nữa thoát nạn và có được hình thể Rabbit
từ sức mạnh của Sento. Sức mạnh của Ebot đã làm cho Fairrider ngày càng thua thiệt, nhưng may mắn Banjo cũng được giải cứu. Trong cái rủi vẫn còn cái xui, Banjo đã bị Ebot hấp thụ toàn bộ những DNA của hắn trong người của Banjo, và anh hoàn toàn không thể nào biến hình để hỗ trợ Ree lẫn Ro trong trận chiến với Ebot. Cả hai Raider còn lại không phải đối thủ của hắn. Với sức mạnh từ Rabbit của Sento, hắn cũng đánh cho Banjo hình thể con người như tử. Trong giây phút thập tử nhất sinh, anh đã cướp lấy chiếc Bottle Dragon với sức mạnh của mình, và bằng niềm tin anh đã khôi phục lại được phần nào DNA của Evot trong người mình, giúp anh thức tỉnh nó cùng với con rồng Dragonlight Razor, giúp nó chuyển hóa hình dạng bùng cháy. Bottle màu xanh cũng chuyển hóa thành tông màu đỏ thẫm và vàng kim, kết hợp cả hai giúp anh có được hình thể nâng cấp sức mạnh từ Coral Crosset mang tên Grey Rosette, mạnh hơn so với Rosette Jelly. Mặc dù ra sao Rosette Magma nhưng lại chẳng thể nào so sánh với sức mạnh mà Magma mang lại. Nó như một form chỉ để debut cho hình dạng Color Blood sẽ xuất hiện trong movie mà thôi. Về tạo hình, nó cũng tương tự với hình dạng Rosette cơ bản, chỉ thay thế những màu sắc, chuyển hóa thành một màu thiên văn giống như Evot. Cặp móng của rồng sẽ được thay đổi ở phần vai, phần bộ giáp chuyển hóa thành màu vàng, còn phần tai thì vẫn giữ nguyên màu trắng. Trên cơ thể và gương mặt đã điểm tô thành những chi tiết màu đỏ thẫm. Về sức mạnh cũng như khả năng của anh thì hoàn toàn như mình nói, tương tự như Crosshead cơ bản, chỉ khác ở màu sắc cũng như đòn tấn công của anh có vẻ như mạnh hơn. Nhưng chỉ mạnh hơn so với Rocket Jelly, một form lúc đó cũng đã quá yếu rồi. Đòn tất sát của form này là Ray Dragonic Finish. Anh sẽ bao phủ bản thân bằng nguồn năng lượng đỏ và xanh lam, đại diện cho hình dạng Grey Crosshead, lao vào kẻ thù và dứt điểm chúng. Để tạo nên điều kỳ tích cuối cùng, sức mạnh Bottle Rider có Hazard Level 7, Bone Rabbit Silver Dragon tàn dư sức mạnh của nữ hoàng sao hỏa, tổng hợp sức mạnh từ hai chiếc Bottle vừa được tạo ra, cùng với sức mạnh tối thượng từ Genius Bottle để tổng hợp nên chiếc Bottle cực mạnh. Cross Build không phải là một người điều khiển một cơ thể với sức mạnh của cả hai. Hai người hợp lại, hai ý chí ngoài lại là một, nghe cực kỳ giống một Rider bí ẩn nào đó xuất hiện mở đầu thời đại Neo Heisei. Tạo hình của form này cũng dựa trên hai hình dạng là Rabbit and Rabbit. Do mình nghĩ hình dạng Rabbit cơ bản thì khá là bình thường nên phải kết hợp từ form Rabbit and Rabbit. Phần Crosshead do cũng là một form độ lại từ build cơ bản nên anh ta vẫn giữ nguyên họa tiết và không có nhiều thay đổi. Điểm đặc sắc nhất là phần vạt áo ở phần chân được điểm tô bằng hai màu xanh và đỏ, và tất cả những viền cơ thể sẽ tượng trưng cho gold vàng kim ở phần thân của Rabbit và phần lửa bạc. Bên phần Dragon, đôi mắt của anh cũng sẽ được điểm tô bằng hai màu vàng và bạc, thể hiện rõ sức mạnh của những chiếc Bottle đại diện cho nó. Chiếc thay vì bình thường sẽ là màu xanh từ Dragon cũng như phần màu đỏ của Rabbit. Kết hợp mặc dù nhìn hơi hỗn tạp nhưng vẫn giữ được đặc trưng của cả hai Rider và hòa trộn một cách vô cùng hoàn hảo. Về sức mạnh thì form này chẳng còn gì để bàn cãi. Kamen Rider Blood, kẻ phản diện chính trong phần movie Be The One. Nếu Evot muốn tạo ra tòa tháp hướng tới bầu trời thì hắn Sa sẽ tạo ra lỗi hạt nhân để phá hủy hoàn toàn trái đất từ bên trong. Sức mạnh kinh khủng của hắn đã được thể hiện trong toàn bộ tập phim, và hình dạng Crosshead Bill là tất cả sức mạnh mạnh nhất của Bill lại, mà cũng chỉ có thể đánh ngang tài năng sức với hắn, cũng thể hiện rõ trận chiến này kinh khủng tới mức nào. Vẫn giữ nguyên những khả năng từ sức mạnh của rồng của Rosette, cũng như khả năng bật nhảy và gia tốc Rabbit and Rabbit được nâng cấp. Điều hạn chế lớn nhất của hình dạng tối thượng này có lẽ là đến từ tâm trí của cả hai người vẫn chưa thống nhất. Vì một người chiến đấu bằng lý trí, còn một người chiến đấu bằng bản năng. Nhưng họ đã chiến đấu cùng nhau rất lâu và màn phối hợp chấp vá vẫn có thể giúp Bill đánh bại được Color Blood. Một vài khả năng tạo ra và điều khiển hai sinh vật là một con rồng để tấn công đối mặt với con rắn được tạo ra từ Color Blood. Một số phân cảnh anh có khả năng bay lượn. Final Tag triệu hồi đến một con thỏ vàng được mạ lại từ Rabbit and Rabbit. Dùng lực đẩy của nó đá văng lên trời và dùng hơi thở của rồng để thổi nguồn năng lượng khổng lồ đá văng Color Blood lên thẳng mặt đất, phá hủy hoàn toàn kế hoạch của hắn. Sau đó anh mới thực hiện đòn Finish của mình mang tên Hòa Bình Tình Yêu Finish. Thay vì một biểu đồ vật lý được kết hợp từ hai biểu đồ lại với nhau, nó là hai biểu đồ nhưng đang xen với nhau, nhìn rất giống cách mà Bill tạo ra hai hình dạng khi hai nguyên tố đang xen với nhau, và nó tạo ra một chuỗi đường ray quấn quanh người của Blood. Sau đó anh dùng sức mạnh khổng lồ của Crosshead Bill đã vỡ cả đường ray cũng như là tên Blood xấu số, kết liễu hắn và chiến thắng trận chiến đầy vẻ vang. Sau cuộc chiến, form này quá ao trình nên đã tách rời ra thành chi nhánh Bottle cũng như là Rabbit and Dragon Silver and Gold. Giống như form trước thì đây cũng là màn thể hiện duy nhất của form hủy diệt như thế này.
Commodore Cross Z New World là movie spin-off diễn ra sau sự kiện trong series chính. Thế giới được tái thiết lập cùng với một trái đất khác để tạo nên một nơi mà tất cả mọi người đều có thể sống dậy. Trừ Sento lẫn Banjo, còn lại tất cả mọi người đều đã có cuộc sống mới. Họ chẳng nhớ gì về trận chiến cùng với Abbott cũng như sự tái thiết lập thế giới này. Bill cũng như Banjo hiện đang ở trong một nhà kho cũng khá chật hẹp. Họ phải duy trì cuộc sống của mình bằng cách đưa cho Banjo bán những phát minh nhảm nhí Sento tạo ra, những thứ mà có thể chuyển hóa con người. Nhưng ở đây, Commodore không cần phải tồn tại. Thế giới yên bình là một điều gì đó quá xa xỉ trong thế giới của Bill. Tấm Banjo Box màu trắng đã trồi ra một sinh vật, đó là một chất lỏng hóa thân thành Sento. Sau đó hắn chuyển hóa thành một kẻ trên TV. Hắn ta tự gọi mình là Q-Bot, kẻ hết sức thân thiết với Abbott và muốn tìm Abbott để trả thù, tìm chất kịch độc vào người Sento và bỏ mặc anh. May mắn là có duy nhất Bottle để giải độc. Bill nhanh chóng gọi điện cho Banjo vì nghĩ hắn sẽ đến tìm anh, kẻ mang trong người DNA của Abbott. Bằng tất cả những kiến thức của mình, họ đã hồi sinh thành công Abbott. Đó là cách duy nhất để giúp Banjo có thể đánh bại được tên Q-Bot với chiếc Bottle mới do Bill tạo ra, Muscle Galaxy, thứ có thể giúp cho Abbott cũng như Cross-Z hợp lại là một để tạo nên Rider tối thượng, Cross-Abbott. Trận chiến căng thẳng, Abbott thì phản bội nhóm Sento và quay về phe của Q-Bot, nhưng tất cả đều nằm trong kế hoạch của hắn, giúp cho Hazard trong người Banjo được đẩy cao để anh hoàn thiện sức mạnh và kết hợp với anh để tạo ra hình dạng tối thượng. Tạo hình của nó là sự hòa trộn hoàn hảo giữa Core Crosset cũng như Abbott, với những biểu tượng thiên văn trên người. Tông màu chủ đạo là đen, trắng cũng như màu xanh dương đặc trưng Core Crosset. Gương mặt được tổng hợp từ phần mặt rồng của Rosset và những chi tiết cũng như phần mắt đặc trưng của Abbott. Đây là một trong những rider đẹp nhất được tạo ra trong thế giới của Color Bill. Hình dạng này mình đánh giá cực cao, có lẽ chỉ sau mỗi hình dạng của Color Green Perfect Kingdom sẽ diễn ra vào spin-off sau mà thôi. Về sức mạnh cơ bản của form này là không phải bàn cãi khi nó gánh ngang với Q-Bot, một kẻ có thể áp đảo hoàn toàn Abbott ở phase 1 mà không tốn bất kỳ giọt mồ hôi nào. Trong chiến đấu bình thường, anh thể hiện sức mạnh vô song ra những đòn đánh có khả năng bắn ra những tia điện khi va chạm với Q-Bot, cũng như khả năng bay lượn từ sức mạnh của Ragon và sức mạnh lỗ đen của Abbott. Và thật sự, sức mạnh của anh chỉ được kích hoạt khi niềm tin của anh cũng như sử dụng những đòn tấn công tất sát mới thật sự bộc phát hoàn toàn tiềm năng của hình dạng Cross-Z Abbott. Là Bottle có sức mạnh liên quan tới Genius Form nên nó cũng sẽ có những câu nói liên quan tới từng phần trên cơ thể. Với Cross Abbott, Cross Side lẫn Abbott Side, sức mạnh tổng hợp từ cả hai. Với phần của Cross-Z, anh sẽ tấn công bằng một con rồng giống như tất cả những hình dạng trước, nhưng lần này sẽ sử dụng đơn giản hơn bằng một cú long lực tạo ra con rồng tấn công hất tung cái hù lên cao. Sức mạnh của Abbott giúp anh điều khiển lỗ đen vũ trụ tấn công cái hù và dịch chuyển tới nơi khác để tấn công liên hoàn chúng. Và khi tập hợp sức mạnh của cả hai, đòn tất sát thật sự mang tên Muscle Galaxy Finish. Anh lao lên bầu trời để thực hiện cú Rider Kick sau khi va chạm với Coral Q-Bot. Hai bản thể Abbott và Cross-Z sẽ tách ra hai bên, tạo ra một cú kích với ba Rider dán vào người hắn, với những câu nói châm biếm từ Abbott và quyết tâm của Cross-Z để đả bại tên người ngoài hành tinh Q-Bot một lần và mãi mãi. Chúng ta đã hoàn thành mục tiêu 10.000 subscriber. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã ủng hộ kênh mình từ ngày đầu tới tận bây giờ. Chúng ta sẽ cùng đến mục tiêu tiếp theo là 2.000 subscriber. Nếu bạn thấy video này hay, hãy like và subscribe để mình đạt được cột mốc đó nha. Và cũng như mọi khi, đây là kết thúc video. Mình là Riding On. Thanh Quá Trình. Hẹn xin.